Tối qua, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tổ chức chương trình báo cáo nghiệm thu đề án xây dựng sản phẩm du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống. Thực hiện quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề án xây dựng sản phẩm du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống thuộc chương trình hành động quốc gia về năm du lịch 2020. Thời gian qua, với sự nỗ lực chung của ekip sáng tạo, tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã xây dựng hoàn chỉnh 3 chương trình nghệ thuật với tên gọi Nguồn Cội. Chương trình cụ thể gồm tham gia trải nghiệm lễ dân hương trước buổi biểu diễn, tham quan có hướng dẫn tại phòng trưng bày các đạo cụ, trang phục và mặt nạ đặc trưng của loại hình nghệ thuật tuồng và xem biểu diễn trực quan. Nội dung chương trình biểu diễn gồm hòa tấu nhạc cụ dân tộc, âm nhạc tuồng và một số trích đoạn tuồng. Thông qua buổi biểu diễn báo cáo lần này, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị lữ hành để sớm đưa chương trình này đến với du khách. Qua đó góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng như thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành phố.